Chị và các bạn, mình là Tú Phụng. Mình là Nhật Nguyên. Hôm nay Tú Phụng và Nhật Nguyên có cơ hội trải nghiệm mẫu xe VF8 Lux đang vừa mới ra mắt. Và cụ thể hơn, đây là phiên bản Hỏa Long độc bản, chỉ duy nhất 888 phiên bản được giao tới khách hàng. Và với một cái màu sắc custom độc đáo, giữa màu Desert Silver kết hợp với lại màu Deep Ocean. Và chiếc xe VF8 Lux là phiên bản nâng cấp của chiếc VF8 trước đây, một chiếc SUV chạy điện hạng D. Chiếc xe này thì nó gây ấn tượng bởi cái vẻ ngoài sang trọng, khí chất và vượt trội về mặt công nghệ. Và chưa hết đâu, VinFast định vị chiếc xe này là một chiếc xe thăng hạng đẳng cấp. Vì vậy thì nó sẽ hướng đến nhóm khách hàng là cá nhân và gia đình. Thì hãng cũng đã áp dụng nhiều các chính sách bán hàng và chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua VF8 Plus. Và VinFast VF8 Plus có hai phiên bản VF8 S Plus và phiên bản VF8 Plus Plus. Với các chương trình ưu đãi khi mà quy đổi qua tiền mặt thì chiếc VF8 Plus giá lăn bánh khi mà ra biển số từ 950 triệu đồng cho tới hơn 1 tỷ 3. Có một thực tế rằng những khách hàng muốn mua xe VF8 để phục vụ cho cá nhân hay gia đình thì họ bị tác động đâu đó bởi cái tâm lý là xe chạy dịch vụ. Để giải quyết bài toán này thì VinFast họ đã tạo ra sự khác biệt bằng cách là phối hai tông màu Dual Tone cho chiếc VF8 Lux. Cái cách phối màu Dual Tone này thì nó thường được áp dụng trên những hãng xe siêu sang như là Rolls-Royce, Bentley hay là Maybach. Điểm vượt trội so với các phiên bản khác đó là sự phối màu giúp cho chiếc xe có ánh nhìn thu hút hơn. Các bạn có thể để ý thấy về phần nóc và phần thân xe được phối hai màu cùng với sự lựa chọn là 10 màu sắc nâng cao sang trọng và độc đáo, thì điều này giúp cho chiếc xe có ánh nhìn mạnh mẽ, thu hút và khác biệt hơn. Không thể không nhắc đến đó là về thiết kế của mâm rất là sắc nét. Nếu mà chúng ta để ý kỹ hơn về cái cách phối hai tông màu Dual Tone trên những chiếc VF8 Lux thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai nhóm màu, 5 màu dành cho cái nhóm tương phản nhẹ và 5 màu dành cho nhóm màu tương phản đậm. Thì đối với nhóm màu tương phản nhẹ, nhìn từ xa chiếc xe nó sẽ gần như là một cái thể thống nhất. Chúng ta sẽ có một cái sự chuyển tiếp rất nhẹ nhàng và nó đồng nhất giữa hai cái phối màu. Và đối với nhóm màu tương phản đậm thì hai cái phối màu nó sẽ có sự khác biệt về màu sắc. Từ đó thì nó cũng sẽ giúp tạo cái điểm nhấn về cái mặt ngoại hình đó, nó mạnh mẽ và nó táo bạo hơn. Thú vị hơn là ngày hôm nay chúng ta có một chiếc xe phiên bản Hỏa Long độc bản thì nó sẽ được nhấn nhá thêm những cái chi tiết màu vàng đồng như là ở logo, ở mí đèn pha, ở cản dưới, ở chụp mâm và ở ốp lườn cửa. Và không chỉ mình đâu mà chắc chắn tất cả các bạn cũng phải thừa nhận rằng cái màu vàng đồng của VinFast nó rất là đẹp, nó sang và nó cực kỳ là trendy. Em cảm thấy về cái việc phối màu của VinFast là có sự tính toán và mọi màu sắc nó đều có cảm giác cho mình cái sự là cân đối và hài hòa. Đặc biệt là em rất là thích về cái kiểu phối màu số 8. Đầu tiên là số 8 nó là số phát nữa, cũng là một cái con số đẹp khi mà mình lựa chọn. Và đó là sự kết hợp giữa màu nhung đỏ Crimson Velvet kết hợp với lại màu đồng Mystery Bronze thì giúp cho chiếc xe trở nên huyền bí hơn và có gì đó gọi là quý tộc hơn. Ngoài ra thì chiếc xe VF8 Plus nó cũng có những cái điểm nhấn về mặt ngoại thất, vốn là cái dấu ấn đặc trưng của những dòng xe VF8 trước đây. Chúng ta sẽ có một chiếc xe có ngoại hình sang trọng, táo bạo, thiết kế rất là năng động. Thiết kế của VF8 thì nó tối ưu về mặt khí động học. Ở ngoại thất thì chúng ta vẫn có những cái chi tiết giống như là gương chiếu hậu là chỉnh điện này, gập điện và có tích hợp đèn báo rẽ, cảnh báo điểm mù.
Điểm vượt trội thứ hai trên VS8 Lux đó chính là cuộc cách mạng về trải nghiệm người dùng. Có thể nói đây là một chiếc xe lý tưởng dành cho những người đam mê công nghệ, với trợ lý ảo tích hợp AI tạo sinh giúp cho việc tương tác và điều khiển xe một cách thân thiện, gần gũi và thực sự là hữu dụng. Trợ lý ảo VV 2.0 là phiên bản mới nhất ứng dụng công nghệ AI tạo sinh giúp cho việc tương tác giữa người và trợ lý ảo trở nên tự nhiên hơn. Hey VinFast, giúp tôi mở cửa sổ trời nha. Đang mở cửa sổ trời. Có nghĩa là cái việc mà ngoài việc mà mình sử dụng câu lệnh ra thì nó còn như một cái người bạn đồng hành. Mỗi khi mà mình buồn mình cũng có thể đối thoại vài câu như vậy, thì nó cũng giúp cho cái tâm trạng khi mà mình lái xe nó vui hơn. Và bên cạnh đó thì chiếc VS8 Plus cũng có khả năng cập nhật phần mềm điều khiển từ xa, cũng giống như là ứng dụng VinFast trên điện thoại, để chúng ta có thể theo dõi và nắm bắt những cái thông tin của xe một cách nó tiện lợi và nhanh chóng nhất. Nội thất sang trọng đẳng cấp của chiếc VF8 Plus thật sự là phù hợp với cá nhân và gia đình. Phụng sẽ điểm qua những chi tiết gọi là đắt giá nhất của cái nội thất này. Đầu tiên là việc ốp da ở các chi tiết như là táp lô và lường cửa. Chất liệu da ghế sử dụng chất liệu vegan về thiên nhiên và cũng là một cái xu hướng mà các hãng cũng đang mong muốn. Thêm vào đó thì ghế cũng có tích hợp về việc sưởi và làm mát ghế. Không những thế thì việc sưởi còn lại tích hợp ở trên vô lăng. Đối với miền Nam thì cái lợi ích cộng thêm này về giá trị thì thật ra mình cũng không có sử dụng, do là về nhiệt độ ở trong miền Nam thì cũng khá nóng. Nhưng đối với miền Bắc thì thật sự cái giá trị này rất đắt, bởi vì mùa đông ở miền Bắc thì khá lạnh, thì mọi người cũng biết rồi đó. Thì cái việc mà tích hợp sưởi ở trên vô lăng này thì nó cũng giúp cho cái người dùng nó cảm giác thoải mái hơn với cái hành trình mà lạnh buốt như thế. Xe sở hữu một cái màn hình to để mà mình có thể chạm và tiện ích, mọi hoạt động chức năng đều sử dụng ở trên màn hình này luôn. Cái thứ nhất là về độ sắc nét nè, và cái thứ hai đó về điểm chạm cũng khá là nhạy. Xe cũng có cảm biến và camera 360 tích hợp màn hình HUD. Thêm vào đó thì xe cũng có cửa sổ trời kết hợp với rèm cửa tự động. Nhưng mà điểm đặc biệt đó là có thể điều khiển cửa sổ trời đóng mở bằng giọng nói. Cái điểm này nó cũng giúp cho cái việc mà mình thao tác nó thông minh, nó linh hoạt hơn. Ngoài ra thì xe cũng có hệ thống giám sát người lái. Khi mà mình có biểu hiện mệt mỏi thì xe cũng có thể hiểu và tạo ra cảnh báo cho người dùng. Rất là vinh hạnh hôm nay Tú Phụng là người bóc siêu chiếc xe này đầu tiên. Để mà nói thì thật sự đây là một chiếc SUV hạng D, cho nên là việc ngồi ở phía sau thì rất là thoải mái rồi. Và chất liệu da ghế cũng cảm giác mềm mại và thế ngồi cũng thoải mái ở hai bên. Nhưng mà có một điểm là xe này nó có một cái điểm nhô ở chính giữa, thì làm cho cái người ngồi chính giữa thì sẽ không có cái chỗ gác chân á. Cái chân nó bị đội lên cao thì nó gây mỏi. Thì Phụng nghĩ thì ngồi 4 người thì nó hợp lý hơn thay vì là ngồi 5 người. Về mặt an toàn thì có thể nói rằng hiện nay tất cả xe VinFast đều tuân thủ nghiêm ngặt những cái tiêu chuẩn an toàn, và nó cũng được trang bị những cái công nghệ hiện đại theo chuẩn quốc tế. Vì vậy nó có thể mang lại sự yên tâm cho gia đình bạn trên mọi chặng đường. Ví dụ như chúng ta sẽ có nút cứu hộ khẩn cấp SOS đặt ở phía bên trong gương chiếu hậu, hoặc là hệ thống 11 túi khí, số lượng túi khí lớn nhất trong phân khúc. Đặc biệt phải nhắc đến về hệ thống trợ lái nâng cao ADAS, là một hệ thống hiện đại tiên tiến của VinFast giúp cho người lái có trải nghiệm lái thư thái và dễ dàng hơn, bao gồm giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm toàn diện, trợ lái khi có nguy cơ va chạm, hệ thống trợ làn. Hiện nay với cái quãng đường di chuyển một lần sạc lên đến 471 km, cộng với hệ thống trạm sạc của VinFast hiện nay đã phủ sóng trên 63 tỉnh thành, và đặc biệt là những chính sách ưu đãi đặc quyền dành riêng cho khách hàng, thì có thể nói chiếc VF8 Plus hiện tại nó đã sẵn sàng cùng khách hàng chinh phục mọi hành trình. Với chiếc xe này các bạn dễ dàng, các bạn thoải mái tận hưởng đầy đủ các cung đường, các cảnh đẹp của đất nước Việt Nam chúng ta mà không cần phải bận tâm, không cần phải lăn tăn về những cái hệ thống chạm sạc hay là quãng đường đi được.
một lần sạc của chiếc xe này hiện tại đã đi được gần 500 cây số rồi các bạn. Phiên bản VF8 Plus hiện tại sẽ có hai phiên bản, đó chính là phiên bản 8S Plus, nó sẽ có một cái động cơ công suất là 350 mã lực và cái quãng đường di chuyển một lần sạc của nó là 471 km. Với phiên bản cao hơn là phiên bản 8 Plus Plus thì chúng ta sẽ có một cái động cơ mạnh hơn rất là nhiều, 402 mã lực và cái quãng đường di chuyển một lần sạc là 457 km. Và nói về cái cảm giác lái của chiếc VF8 Plus thì mình có một cái điểm khen rất là lớn, đó chính là cái phần vô lăng của chiếc VF8. Có thể nói là trong dàn sản phẩm từ 6, 7, 8, 9 thì mình thích nhất là cái vô lăng của chiếc 8 Plus. Nó có một cái kích thước vừa phải và cái độ dày của nó cũng rất là tối ưu cho cái khả năng cầm nắm của mình. Mình thích hơn cả VF6 và VF7 luôn. Cái thứ hai đó chính là hệ thống treo của chiếc xe này nó đã được chắc chắn đã được tinh chỉnh lại rồi. Khi mà lái ở những cái vận tốc đầu tiên lăn bánh trên đường là mình đã cảm nhận được liền là cái hệ thống treo ở phía sau nó đã mềm, nó mịn hơn rất là nhiều rồi, không còn cái hiện tượng ù của cái lốp xe nó vọng vào bên trong khoang lái nữa. Và với những cái phiên bản mới nhất là phiên bản VF8 Plus hiện tại đã được cập nhật lên phiên bản phần mềm 8A11.8.01 là cái phiên bản phần mềm mới nhất rồi, thì mình thấy tất cả những cái về các chế độ lái xe, Drive Mode, chế độ di chuyển chậm hay là phanh tái sinh đó, thì mình thấy chiếc xe này hiện tại có thể nói là cái phần mềm đó, nó đang hoạt động ở cái hiệu quả tối ưu nhất rồi. Vậy thì có thể nói về khả năng vận hành, về ngoại hình của chiếc xe, về nội thất ở phía bên trong, chiếc xe này hiện tại với cái mức giá này thì mình thấy nó là một chiếc SUV hạng D rất đáng mua nha các bạn. Với cái tầm tiền này, với tất cả những cái thứ mà các bạn đang theo dõi trong clip này, còn về những cái thứ mà về cảm giác lái, về tầm nhìn thì VF8 trước giờ thì các bạn cũng đã biết rồi, nó là một chiếc xe mà theo mình đánh giá nó có một cái độ cân bằng tốt nhất trong dải sản phẩm của VinFast, một cái chiều ngang cũng rất vừa phải, một cái khoang nội thất bên trong rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Khoang nội thất ở phía bên trong, phía sau trên VF8 là một chiếc xe nó hướng đến khách hàng là gia đình. Chúng ta có đầy đủ những hệ thống từ hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, hệ thống làm mát tất cả các ghế, hệ thống sưởi ghế và trợ lý ảo VV 2.0 hiện tại cũng đã cải tiến hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta tương tác với chiếc xe, tương tác về những cái hệ thống của chiếc xe á, bây giờ nó đã thân thiện và nó cũng đã nhanh chóng và nó hữu dụng hơn rất là nhiều rồi. Tầm nhìn của VF8 thì mình thấy nó là một cái tầm nhìn nó rộng, thoáng và nó có chút gì đó, nó sẽ cho mình cái cảm giác là thể thao một chút xíu để chúng ta phấn khích hơn khi mà điều khiển chiếc xe này. Còn về những cái góc A bên này cũng là một cái cục A khá lớn, nhưng mà mình thấy là nó dường như là không có điểm mù luôn các bạn, rất là dễ quan sát, không cần phải nghiêng đầu qua hai bên để có thể quan sát điểm mù nữa. Rồi còn lại về xe điện mà 471 km cho một lần sạc thì các bạn hoàn toàn yên tâm để sử dụng. Thật sự là 350 mã lực hay là 402 mã lực thì nó quá dư thừa để các bạn có thể vận hành ở điều kiện đường xá Việt Nam. Không biết là anh Nguyên có cái suy nghĩ giống em không, nhưng mà hiện tại em thấy cái chương trình bán hàng cũng như là ưu đãi chiết khấu của VinFast với dòng xe này khá là tốt. Và Tú Phụng ơi, em có biết không, những cái chính sách hiện tại của VinFast á, thì anh thấy á, nó sẽ giúp cho ngày càng có nhiều người mua xe của VinFast hơn. Và đặc biệt là những người đã mua xe VinFast rồi, họ sẽ yên tâm sử dụng hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái chính sách rất là nhiều ưu đãi, đặc quyền, độc đáo dành cho cư dân của Vinhome. Và cái quan trọng nè, cái thứ hai đó chính là chi phí đổi xe rất là tối ưu. Có nghĩa là em có thể đổi từ một dòng xe VinFast VF8 trước đây lên dòng xe VinFast Plus với cái giá trị thu cũ có thể lên đến là 93% giá trị xe. Và cái tiếp theo nữa đó chính là khi mà đã mua xe VF8 Plus rồi mà các bạn muốn bán lại cho VinFast thì cũng được hãng cam kết mua lại với cái giá trị lên tới 90% giá trị xe. Có một lưu ý nho nhỏ là khi khách hàng mua xe VF8 Plus cần cam kết là không sử dụng xe cho việc kinh doanh dịch vụ. Điểm này thì Tú Phụng cảm thấy là cũng là một cái sự động thái của VinFast để thể hiện về sự đẳng cấp của mẫu xe VF8 Plus là chỉ dành cho xe cá nhân và gia đình. Cuối cùng thì sau những cái ưu đãi và quy đổi quà tặng thành tiền mặt thì VF8 Plus là một trong những cái dòng xe có giá hiện tại tốt nhất trong phân khúc. Và nếu mà quy đổi cái giá trị cái bộ quà tặng khoảng 250 triệu đồng
ra thành tiền mặt và trừ vào giá xe á, thì chiếc xe này hiện tại có giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đâu đó thì chỉ khoảng là bản tiêu chuẩn á, là chưa đến 1 tỷ đồng. Và cái bản cao nhất thì chỉ có hơn 1 tỷ 3 một chút xíu thôi, cụ thể là 1 tỷ 3 24 triệu đồng. Vì vậy thì có thể nói rằng nếu mà so trong phân khúc SUV hạng D á, thì VF8 Plus nó có giá lăn bánh tốt hơn rất là nhiều. Nếu mà chúng ta đặt lên bàn cân so sánh giữa những chiếc xe như là Kia Sorento, Hyundai Santa Fe hay là chiếc Ford Everest. Và trước khi kết thúc video này thì Tú Phụng và Nhật Nguyên cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đại lý VinFast Nam Thái Bình Dương đã tặng xe này trong vòng 3 tiếng đồng hồ để mà tụi mình có thể hiểu rõ hơn về mẫu xe này. À khoan, là review nha mọi người, chứ mọi người đừng hiểu lầm. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi suốt hành trình khám phá mẫu xe VF8 Lux. Xin chào và hẹn gặp lại.